một bí mật mà các bác sĩ nha khoa sẽ không nói với bạn, đó là có 95% những người ngoài kia là đang bị ê bút răng, và có lẽ chúng ta đã có ít nhất một lần trong đời bị ê bút răng, đúng không? Và hôm nay bác sĩ Cường sẽ chia sẻ về lý do ê bút răng mà nhiều người không ngờ đến và cách phòng ngừa. Và trên tay bác sĩ Cường đây là một cái mô hình về răng. Như thế này thì chúng ta có thể nhìn thấy là răng sẽ cấu tạo gồm 3 phần. Thứ nhất là phần men răng ở phía ngoài, và phần tới là phần ngà răng và tủy răng ở trong cùng. Trong điều kiện bình thường thì ngà răng được bao phủ bởi men răng, nhưng vì nhiều lý do mà cái lớp men bao phủ này bị mai mòn và khả năng bảo vệ ngà răng bị suy giảm. Lúc này thì các cái ống thần kinh mà tiếp xúc trực tiếp với những cái đồ uống này, thức ăn nóng lạnh sẽ gây ra kích thích trên thần kinh, tạo ra những cái cơn ê buốt hay còn gọi là hiện tượng nhẹn cả ngà. Vậy ê buốt răng là do đâu, phòng ngừa như thế nào, và lý do khiến cho ê buốt răng nhiều người khi ăn uống thấy là răng ê buốt cho rằng là do răng yếu, sâu răng, và điều này cũng chưa hẳn là đúng nhất. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng răng nhạy cảm, trong đó nguyên nhân phổ biến nhất là do những cái thực phẩm có hàm lượng axit cao. Và nếu chúng ta thường xuyên ăn những cái loại thực phẩm có hàm lượng axit cao như là các loại hoa quả như lập cóc, xoài, cà chua, dưa chua hay là cam quýt có vị chua thì có thể gây ra mòn men răng. Chắc hẳn nhiều người không nghĩ đến cái nguyên nhân gây mất răng từ vấn đề này đúng không? Nhưng mà thực tế là cho thấy là nếu mà ăn các cái thực phẩm mà chứa nhiều axit, dần dần theo thời gian thì có thể khiến răng bị ê buốt. Chính vì thế thì chúng ta nên ăn một lượng vừa phải, ăn ít các loại thực phẩm có vị chua này, hoặc có thể uống cốc sữa ngay sau khi ăn đồ chua để giảm tác hại của axit nhé. Thứ hai đó là do sử dụng bàn chải cứng. Cách chải răng không đúng là nguyên nhân gây ra hiện tượng ê buốt răng. Sử dụng bàn chải cứng để vệ sinh răng hàng ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến men răng, khiến cho răng bị nhạy cảm và ê buốt. Vì khi chải răng, nếu mà bàn chải cứng thì có thể khiến cho men răng bị tổn thương. Và những người chải răng không đúng cách hoặc là chải sát quá mạnh thì vùng nếu có thể bị tổn thương và lộ ra cái lớp ngà này. Từ đó răng sẽ bị ê buốt khi ăn uống. Và khi mà chúng ta sử dụng bàn chải lông mềm thì nó sẽ giảm những cái tình trạng này nhé. Cách chải răng cũng cần phải đúng cách, bao gồm chải răng nhẹ nhàng và theo vòng tròn, không nên chải răng theo chiều ngang. Và bác sĩ Cường đã có một video chia sẻ về cách đánh răng đúng cách, cả nhà cùng xem nhé. Và thứ ba đó là tổn thương răng. Nếu ai có thói quen ăn đồ cứng, uống nước đá rồi nhai đá, hoặc xảy ra ngã va đập sẽ khiến cho răng bị tổn thương, bị mẻ, hoặc nứt răng, hoặc bị vỡ răng, cũng có thể khiến răng ê buốt. Và nếu chiếc răng bị nứt, bị tổn thương thì các đầu mút dần kinh bên trong sẽ bị kích thích khi mà ăn nhai nó nóng lạnh. Ngoài ra khi bị tổn thương răng cũng dễ khiến cho vi khuẩn viêm nhiễm khiến cho răng đau buốt. Nhân thứ tư đó là do nghiến răng. Nghiến răng là một cái vấn đề thường gặp, có thể xảy ra khi ngủ hoặc có thể xảy ra khi thức, trong trạng thái mà chúng ta bị tập trung quá mức, giận dữ hoặc cá căng thẳng. Đấy, nguyên nhân khiến cho răng bị đau và ê buốt đó là do thói quen nghiến răng hàng ngày mà nhiều người không hề hay biết. Khi mà nghiến răng liên tục và thường xuyên thì sẽ khiến cho cơ hàm bị mỏi, ảnh hưởng tới khớp cắn và tác động lên răng. Nếu tình trạng này diễn ra đều đặn lâu ngày thì răng sẽ bị mài mòn và ảnh hưởng tới cái lớp men răng, và khi mà men răng bị mòn sẽ làm lộ lớp ngà răng bên trong, và khi đó thì răng sẽ bị ê buốt. Ngoài ra thì còn do những cái tình trạng như tụt nhíu sâu răng cũng là nguyên nhân khiến răng ê buốt. Khi bị viêm nha chu, nhíu có thể bị tụt xuống và lộ ra các lớp ngà nhạy cảm, cũng có thể dẫn đến ê buốt răng. Tương tự là các tình trạng sâu răng thì sẽ tạo ra các cái lỗ sâu trên mặt răng. Khi mà cái lỗ sâu vào tủy làm lộ các đầu mút dây thần kinh của tủy răng thì sẽ dẫn đến cái tình trạng răng bị ê buốt. Và để phòng ngừa răng bị ê buốt thì chúng ta phải làm gì? Việc đầu tiên đó là vệ sinh răng miệng thường xuyên và vô cùng quan trọng. Cụ thể chúng ta cần chải răng ít nhất là 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng, thức dậy vào buổi tối trước khi ngủ, với kem đánh răng dành riêng cho răng bị nhạy cảm nhé. Và cần sử dụng bàn chải lông mềm mịn và chải răng nhẹ nhàng theo chiều dọc thân răng và thoa tròn. Không nên chải răng theo chiều ngang và cần thay mặt chải đánh răng thường xuyên khoảng 2-3 tháng một lần. Có thể thay sớm nếu mà chúng ta thấy nó bị khó chịu hoặc là quá cứng. Hạn chế sử dụng những loại thức ăn có hại cho răng như là thức ăn có đường này, đang chứa nước có ga và axit. Ngoài ra thì cần sử dụng kem đánh răng có chứa thành phần quan trọng lượng fluor giúp cấu trúc răng thêm chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng ê buốt. Nếu có các tật nghiến răng khi ngủ thì hãy tham khảo với ý kiến của nha sĩ, có thể dùng miếng bảo vệ răng vào ban đêm để hạn chế cái tình trạng này. Ngoài ra thì cần thăm khám định kỳ 3-6 tháng lần. Thì tóm lại là răng ê buốt là một cái vấn đề thường gặp, và điều này có thể khiến cho người bệnh có cảm giác khó chịu này, đau buốt này, nhất là khi ăn uống và thay đổi thời tiết. Vì vậy là việc chăm sóc sức khỏe răng miệng hàng ngày là vô cùng quan trọng. Các bạn hãy nhớ khám răng định kỳ theo khuyến cáo bác sĩ, và khi thấy răng có những vấn đề bất thường thì cần phải đi khám ngay. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để chúng ta được gặp lại nhau nhiều hơn mỗi ngày, và ấn vào quả chuông để mỗi khi nó xuất hiện ra video thì bạn sẽ là người nhận được video mới nhất.
video đầu tiên nhé. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường, tốt nghiệp bác sĩ và thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội và đã từng công tác tại bệnh viện Việt Nam Cuba. Đầu ngày mình ra mặt và tôi cũng tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đại học Yonsei, một trong ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc về y tế. Và bác sĩ Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Cơ sở 1, Dr. Cường Dental, 28 phố Gốm, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook, Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại 0974 598 669. Cơ sở 2, Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook, Nha khoa Eco Dental, Eco Park. Điện thoại 0965 485 669. Cơ sở 3, Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook, Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park, số điện thoại 0968 888 105, website dcdental.com.